Đức Tiến xin chào mọi người đang đến với kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Ngày hôm nay Tiến xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị một cái sự kiện mà nó đang dấy lên ở trên mạng từ bữa đến giờ. Sự kiện của bà Phương Hằng đi đến thiền am bên bờ vũ trụ của ông Lê Tùng Vân. Thì như mà tất cả những người đã theo dõi cái drama này thì biết là nó cũng bắt đầu từ những cuộc live stream và nói qua nói lại cho đến khi có sự xuất hiện của một cái người mà được cho rằng đó là con của ông Lê Tùng Vân, là người trụ trì của cái thiền am bên bờ vũ trụ. Thì cái người đó kết hợp với lại bà Phương Hằng để có những cái cuộc live stream và yêu cầu được xét nghiệm ADN với lại ông Lê Tùng Vân. Thì ông Lê Tùng Vân cũng live stream lại và nói là ông chấp nhận xét nghiệm ADN với lại cái người mà yêu cầu đó. Sau đó cái người yêu cầu thì họ lại từ chối, họ lại không muốn xét nghiệm ADN và họ có một cái yêu sách là kêu ông Lê Tùng Vân phải xét nghiệm chung với lại những cái người, những cái thầy tu ở trong chùa. Thì ông Lê Tùng Vân có trả lời rằng là ông không có đủ tư cách cho cái chuyện đó. Thì đó là cái cách trả lời của ông Lê Tùng Vân gần nhất trong cái chuyện được yêu cầu xét nghiệm ADN. Nghĩa là ông không có từ chối, ông vẫn chấp nhận, nhưng mà sau khi chấp nhận thì cái anh kia, cái anh đó tên Tùng, ông Lê Thanh Tùng gì đó, thì cuối cùng là cái người mà đi tố người ta thì cuối cùng lại sau khi người ta chấp thuận với cái yêu cầu của mình thì sau đó lại chối, là không chịu. Rồi một thời gian cũng không lâu, khoảng chừng một tuần mấy, thì cách đây dài ngày, đó là ngày 3 tháng 11 thì phải, thì có một cái buổi đi xuống của bà Hằng, dựa trên cái chuyện là bà Hằng bà có người ủng hộ cho cái quỹ từ thiện của Thiền Am Vũ Trụ là Tỉnh Thất Bồng Lai đó, đổi tên sau này. Là con gái của bà Hằng có ủng hộ vô cái quỹ đó, và bà Hằng lấy cớ là cái người đi từ thiện và xuống ghé thăm Thiền Am Vũ Trụ. Thì bên phía của Thiền Am Vũ Trụ người ta trả lời là cũng yêu cầu bà Hằng sao kê. Tất cả những cái chuyện này nó cho thấy là bà Hằng bà muốn đi xuống đó để tìm hiểu sự việc. Theo trong cái live stream của ông Lê Tùng Vân, ông có nói là Hằng con, nếu mà con muốn biết sự tình thì con cứ xuống dưới đây con tìm hiểu. Thì đó là một cái cách của một cái người, người ta chia sẻ có trong câu nói thì có sự ân cần. Nhưng mà cái việc mà đi xuống của bà Hằng nó rất là sùm và rùm beng. Ở đây nó có một cái đám đông hiếu kỳ. Cái đám đông này nó chưa hẳn là những người ủng hộ bà Hằng, nhưng mà cách nào đó thì miền quê tỉnh lẻ, cái sự hiếu kỳ của họ là có. Tuy nhiên, cái việc đi của bà Hằng được thông báo trên kênh của mình, cũng như là được thông báo trên các kênh mạng xã hội khác, từ những cái YouTuber, TikTok khác, thì nó dẫn đến cái việc mà lôi kéo rất là nhiều người đi đến cái thiền am bên bờ vũ trụ này. Cái điều này nó không có phù hợp với lại cái chuyện mà giữa đang cái mùa dịch như vậy. Và cái thứ hai nữa, việc tập trung đông người. Ví dụ như tôi nói là ngày xưa có một cái sự kiện cách đây cũng không lâu trong cái mùa dịch, là những cái người trong Hội Thánh Tinh Lành, Hội Thánh Đức Chúa Trời, mấy người thôi mà vẫn còn bị công an làm việc. Thì ở dưới Long An mà tụ tập cả ngàn người như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của sự xuất hiện của công an thì mình thấy đó cũng lạ. Rồi đi đến đó, có những cái hình ảnh được quăng lên từ ở trong Tỉnh Thất Bồng Lai, những đứa trẻ trong đó nó sợ, những đứa nhỏ trong đó nó, rồi những người trong Thiền Am Vũ Trụ họ sợ. Thì cái người đại diện cho Thiền Am bên bờ vũ trụ là Hoàng Nguyên có nói ở trên báo cái sự trần tình của anh ta, rằng là ngay cả bản thân một mình bà Hằng xuống thì những người trong thiền am còn cảm thấy sợ hãi. Mấy bé rất là hoảng sợ, và
Hoàng Nguyên đọc bình luận từ chiều tới giờ thì có một số quý vị khán giả nói rằng là hãy quay cái tình hình hiện tại của các bé lên cho khán giả biết để khán giả đỡ lo. Nói cho nên là bây giờ Hoàng Nguyên, mấy con ăn cơm hết chưa? Dạ. Cho nên Hoàng Nguyên đã canh mấy bé ăn cơm xong, Hoàng Nguyên triệu tập mấy bé qua để Hoàng Nguyên quay ngắn gọn vài ba phút thôi để cho quý vị biết tình hình mấy bé cũng như là cái tâm trạng tâm lý của mấy bé như thế nào để quý vị biết. Bởi vì đối với trẻ nhỏ. Xin lỗi quý vị, Hoàng Nguyên có điện thoại. Rồi. Bởi vì quý vị biết đó, đối với đứa con nít trẻ nhỏ mà, cho nên những cái gì mà nó nằm ngoài cái sức của nó là nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất là nghiêm trọng. Bây giờ mấy con ơi. Thôi bây giờ Nghi Tâm đi, Nghi Tâm trong đây, dù sao Nghi Tâm cũng lớp trưởng mà Nghi Tâm cũng lớn nhất. Bây giờ Nghi Tâm đại diện đi nói cho khán giả biết coi giờ tình hình chung của mấy con sao rồi. Sơn Tâm ngồi xuống không? Vì tình hình của mấy con là hồi trưa nãy mấy con sợ gì lắm. Như tới chiều người ta về bớt rồi, mấy con đỡ sợ rồi. Vậy hả? Dạ. Sơn Tâm mà, ngồi vô chỗ coi, ngồi lui vô. Thì Nghi Tâm nói rằng là hồi trưa này thì sợ lắm, nhưng mà tới chiều người ta về thì đỡ sợ rồi. Nhưng mà tại sao sợ? Tại sao hồi trưa sợ? Tại vì hồi trưa người ta thích đông dữ lắm nên con mới sợ. Rồi Minh Tâm thấy làm sao? Giờ hồi trưa người ta tới đây người ta đứng nghẹt đường luôn. Cái người ta mới đi xuống bờ lúa. Người ta đứng nhìn vô, người ta chỉ người ta còn la nữa. Con sợ quá luôn, mấy con sợ quá luôn. Sơn Tâm à, Sơn Tâm ngồi xếp bằng lại coi, xếp bằng lại. Hải Tâm xếp bằng lại chưa? Hồi trưa mấy con thấy người ta đứng đông không? Vậy đông dữ lắm. Đức Tâm thấy người ta có đứng đông không? Vậy đông nghẹt luôn. Đông dữ không? Vậy đông dữ thì là dữ luôn, trăm người luôn. Phó Tâm thấy không? Dạ. Thấy người ta đứng đông không? Vậy đông, vậy mà đông nghẹt dữ luôn. Rồi con hồi trưa làm cái gì mà khóc? Im để thầy hỏi coi mấy con. Phó Tâm trưa làm gì mà khóc? Giờ hồi trưa người ta tới đông nghẹt lắm. Người ta quay phim mình, người ta chỉ nạt nọ. Rồi người ta bắt con. Người ta đánh con làm sao? Nhưng mà người ta chưa có bắt, chưa có đánh mà. Người ta chỉ đứng thôi, có gì đâu mà sợ. Rồi xung quanh con còn có nhiều người nữa mà sợ cái gì? Giờ mà người ta tới đông nghẹt dữ lắm. Người ta còn... Thì có những cái hình ảnh của cái những cái cổng của cái Thiền Am Vũ Trụ bị tấn công với những nhiều cái vết chém và được đăng ở trên báo, thì mình thấy là không biết, là mình chưa biết là cái ai chém, nhưng mà mình cũng thấy cái đó là nó sai pháp luật, với lần thứ hai nữa là nó cần có công an vào cuộc cho mấy cái chuyện này. Họ là những người trong mắt của nhiều người thì họ là những người tu hành, và trong mắt của nhiều người khác thì họ không phải là những người tu hành. Thì cái điều đó là cái hành trình đời, cũng như là cái chuyện mà lương tâm của mỗi người tự biết. Và bởi vì họ không có phải là những cái người tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho nên thành ra là có những cái phản ứng trái chiều của những người đồng tu. Tuy nhiên cái chuyện này là để cho những người bên Phật giáo họ giải quyết. Còn cái chuyện mà bị tấn công thì cái luật pháp phải có sự can thiệp. Chúng ta không có đào sâu vô cái việc là họ tu như thế nào, mà chúng ta chỉ có thể nhìn vô cái việc là như bà Hằng, bà có thể binh một cái ông chủ cơ sở tập gym là bị rất là nhiều những nghệ sĩ đến và tìm đến giải quyết, cùng với những gã giang hồ bè phái để mà đi đến giải quyết cái chủ cái phòng gym đó. Thì bà cũng thấy là bà cũng đã nói, bà lên án cái chuyện mà kéo bè kéo phái tới như vậy. Thì cái việc mà của bà Hằng đi mà nó tùy tùng nó nhiều như vậy, không biết họ là những người yêu mến bà Hằng hay là những cái đám đông hiếu kỳ, nhưng để tạo ra một cái đám đông như vậy mà đến như với một cái tinh thần uy hiếp, nhìn nó rất khó coi, với là một cái cơ sở Tịnh Thất, thì mình cảm thấy là đó là một hình ảnh không đẹp của một người mà luôn khẳng định mình là người nói thẳng và chính trực như bà Hằng. Thì cái ngôn ngữ của bà Hằng nó cho thấy là
cái buổi đi xuống của bà thất bại, và sau đó bà nói một câu nữa là bà sẽ đi ngồi. Thì tất cả những cái ngôn ngữ và cái từ lóng đó, nó rất khó hiểu, nó cứ mập mờ theo một cái kiểu nào đó, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến những cái hành động cũng không có rõ ràng. Ở đây chúng ta không thấy một cái văn bản nào làm việc giữa hai bên muốn gặp nhau, mà chỉ là một cuộc đi tới khơi khơi. Nó có thể sẽ được coi là một trong những cái tiền đề sau này của rất nhiều người, chứ không phải riêng bà Hằng. Cứ thích ai là bắt đầu cứ kéo đến và cứ kêu gọi live stream và có đám đông như một cách nào đó để ủng hộ mình. Thì như vậy cái luật pháp nó nằm ở đâu và luật pháp sở tại nó nằm ở đâu? Và chúng ta chỉ có thấy luật pháp trả lời trên báo, chứ không thấy dáng dấp của những cái người làm chính quyền xuất hiện trong những cái sự kiện như vậy trong suốt một cái buổi mà bà Hằng bà đi đến đó mà báo chí có đưa tin. Chúng ta không thấy cái dấu hiệu của sự công quyền. Vậy thì cái mà vấn đề ngày hôm nay tôi muốn đề cập với tất cả mọi người, nó chỉ có một vấn đề duy nhất là cái việc tu hay là cái hành trình khuất tất gì đó của mọi người đang tìm hiểu ở Thiền Am bên bờ vũ trụ là một câu chuyện khác. Còn cái việc mà cái Thiền Am bên bờ vũ trụ đó bị tấn công và họ bị sợ hãi và bị áp lực tinh thần, và trong đó có trẻ nhỏ, thì cái việc những người lớn bên ngoài mà của Thiền Am họ phải chịu một phần trách nhiệm cho cái việc đó. Bởi vì dù tu hay không tu, tất cả chúng ta phải là bình đẳng với một người công dân trước đã. Nếu như mà cứ lấy đám đông để mà ấn vô, để mà tấn vô cái hành động như vậy mà không có bóng dáng của pháp luật, thì nó đang cho thấy một hiện trạng vô pháp của một số người và coi thường dư luận như vậy là không được. Cửa thầy canh mà, chứ thầy canh nó bỏ con đi đâu mà khóc. Chừng nào thầy bỏ đi luôn đó thì khóc. Còn mấy thầy có ai bỏ đi đâu mà khóc. Hai đứa. Do người ta không chạy xe hơi vô nữa mà. Thì người ta chạy xe hơi vô là mấy thầy canh liền. Mấy thầy canh con hết rồi. Lúc đó người ta sẽ vô là đại có công an ngoại nữa. Ừ. Người ta vô là đại ca đã chạy ra liền rồi. Ừ, thầy bảo vệ rồi. Bây giờ còn sợ không? Đức Tâm. Đức Tâm bây giờ còn sợ không? Dạ hết rồi. Hả, phải không? Dạ. Phước Tâm à. Dạ. Rồi bây giờ con còn sợ không? Dạ. Con còn sợ không? Dạ, còn. Còn luôn hả? Người ta đi rồi còn cái gì? Rồi Minh Tâm còn sợ không? Dạ. Dạ con đỡ sợ rồi, mà con sợ tối á, con ngủ cái người ta xong vô nhà mấy con không biết là sao. Tối có mấy thầy thức canh rồi. Con cũng vậy nữa đại ca. Rồi Ngọc Tâm còn sợ không? Sơn Tâm à? Sơn Tâm còn sợ không? Còn sợ không? Sợ không? Sợ. Thầy gì sợ không có đi ra ngoài nghe chưa? Hả? Ừ để nè, để thầy lại thầy hỏi coi. Nè, còn sợ không? Sợ không? Không có đi ra ngoài nghe không? Nghe chưa? Đi ra ngoài là người ta bắt đó. Biết không? Người ta bắt đó. Nhớ chưa? Sơn Tâm mà. Sơn Tâm ơi. Sơn Tâm mà. Không đi ra ngoài nghe. Rồi Hải Tâm mà. Không có đi ra ngoài nghe. Đi ra ngoài là nó là người ta bắt đó. Biết không? Phải ở trong nhà trốn đi nghe chưa? Cười cái gì? Chỗ người ta sợ mà mình đi cười. Sơn Tâm mà. Sơn Tâm ơi. Ở trong nhà trốn nghe. Đừng có ra nghe không. Ra là người ta bắt đó. Biết chưa? Nghe chưa? Nghe không? Không có đi ra ngoài người ta bắt đó. Rồi Nhi Tâm. Con sợ không? Nói khán giả biết rồi, con sợ không? Dạ đỡ sợ. Đỡ sợ. Rồi Hải Tâm à. Hải Tâm ơi. Con sợ không? Con sợ không? Dạ. Dạ. Mốt không có nhiều chuyện không đi ra ngoài coi nha. Dạ. Ừ. Phải Tâm còn sợ không? Dạ. Dạ không. Không cái mặt con mà không có gì. Vậy đại ca lỡ người ta chạy vô không kịp, đại ca không có biết là sao? Lại sao? Vậy lỡ người ta chạy vô không kịp, còn đại ca không có biết là sao? Mà
mà đại ca lúc nào cũng canh với con. Người ta chạy vô mà đại ca không hay chứ người ta chạy không kịp là cái gì? Vậy lỡ đại ca con biết chờ người ta vô, người ta xong vô phải không? Ừ. Lỡ đại ca không có biết là sao? Thì thầy đúng là không đứng ngay cửa sao không biết được. Vậy con biết rồi. Lỡ người ta canh lúc mà mấy thầy đi vô ngủ á. Rồi người ta xong vô rồi sao? Mấy thầy lúc nào cũng thức á, không ngủ. Khuya rồi thức tới sáng hả? Ừ. Rồi sáng ngủ gục. Không. Sáng ngủ gục. Không. Thầy bọn Nguyên á, thì thể người ta xong vô là người ta coi camera liền. Chạy vô ra. Rồi Chí Tâm còn sợ không? Vậy người ta đi hết rồi. Vậy con đỡ sợ. Tại sợ về cái lúc mà người ta còn á thì sợ không? Sợ. Sợ dữ không? Sợ dữ. Đeo sợi dây chuyền hình gì vậy? Hình gì? Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát mà sợ, có Bồ Tát bảo vệ rồi sao sợ? Trời ơi, Hải Tâm, đi vô ngồi liền nhanh lên. Tôi ngồi đi. Hả? Đâu? Nè, Ngọc Tâm cũng, Nghi Tâm đeo dây chuyền hình gì? Dạ, có hai loại hình là ai cũng vậy hết. Nhầm về Phật, vậy với Bồ Tát hả? À, vậy là về Ngọc Tâm cũng vậy luôn. Tại con là con cha thì con đeo Phật. Cái đứa con gái đeo quan thế ông Bồ Tát. À, rồi giờ Phúc Tâm đeo hình gì? Dạ đeo Phật. Đeo Phật, ông Phật phải không? Rồi Đức Tâm đâu, hình gì? Con có đeo đâu. Sao con đeo? Đức Tâm chỉ là hình không có gì hết. Ừ. Rồi thôi, Hải Tâm vô chỗ ngồi đi, nhanh lên. Còn con có mà con cất. Như Tâm dẫn Hải Tâm vô chỗ ngồi đi rồi thầy nói nè. Thôi vô trong ngồi đi. Rồi nè, bây giờ mấy con nè, thầy dặn này nha. Nè, tất cả nghe thầy dặn nè. Là 11 á. Thầy dặn rồi thầy tắt nha, thầy quay ngắn thôi. Khi mà thầy vừa kêu tất cả đi tập trung vô một chỗ là lập tức tập trung vô một chỗ, ngồi liền và ngồi yên ở đó. Không có được mà đi tới đi lui, không có được chồm lên chồm xuống, không nhìn gì hết, nghe chưa? Nghe chưa Đức Tâm? Nghe. Nghe ông Minh Tâm? Dạ. Ngọc Tâm nghe chưa? Dạ. Đó. Rồi Sơn Tâm nghe chưa? Ừ. Thói Tâm nghe chưa? Ngồi yên một chỗ thôi, không có rình ra ngoài, không có nhìn cái gì, ngồi yên một chỗ. Thầy kêu lên giường nằm là lên giường nằm thôi, nghe không? Hả? Lên giường nằm trốn. Ừ, lên giường nằm trốn đi, chùm mền trốn đi. Hiểu chưa? Đức Tâm hiểu chưa? Hiểu. Khi thầy kêu lên giường nằm trốn thì lên giường nằm, chùm mền trốn đi. Lên giường ai? Giường ai cũng được, thầy kêu lên giường nào thì lên giường đó. Dạ. Nằm trốn đi. Còn có không trốn là người ta mới bắt đó. Nói chung Hoàng Nguyên quay cái clip này một phần cũng để trấn an tinh thần của mấy bé, cũng như là cho quý vị biết cái tình hình hiện tại của mấy bé. Thì nói chung là hồi trưa này thì mấy bé bị khủng hoảng tinh thần dữ lắm, mà bây giờ thì được mấy cô động viên nhiều lắm cho nên mấy bé cũng đỡ rồi. Tại vì quý vị biết khi mà mấy bé mà chứng kiến những cái cảnh mà người ta đứng la lối, rồi người ta chửi bới, rồi người ta chỉ trỏ như vậy, là cái tâm lý của con nít mà quý vị là rất là sợ. Rồi cộng với cái là nó cứ tưởng đâu là mình bỏ nó không à. Nó còn sợ dữ nữa, cho nên lúc nào mình cũng nói mình bảo vệ, mình ở bên cạnh nó hết, cho nó đừng có sợ. Rồi thôi mấy con à. Thôi bây giờ chào khán giả đi, nói đi tụi con. Cảm ơn khán giả đã quan tâm lo cho tụi con. Giúp con. Dạ. Thôi ồn quá, nói Đức Tâm nói đi. Nói đi, dạy nói con cảm ơn khán giả. Dạ con cảm ơn khán giả. Đã lo lắng cho con. Rồi đâu nói nguyên câu luôn rồi. Dạ con cảm ơn khán giả rồi. Dạ con cảm ơn Rồi nói đi. Dạ con cảm ơn khán giả đã lo cho con. Rồi. Dạ con cảm ơn khán giả đã lo cho con. Rồi. Dạ con cảm ơn khán giả đã lo lắng cho con. Rồi. Dạ con cảm ơn khán giả đã lo lắng cho con. Rồi. Tới Sơn Tâm. Sơn Tâm con cảm ơn khán giả. Con cảm ơn khán giả. Xin tâm đi. Đừng nói từng câu á, xin tâm mới hiểu. Thôi vậy thôi, tới Nghi Tâm đi. Con cảm ơn khán giả đã lo lắng cho con. Dạ con cảm ơn khán giả đã lo lắng cho con. Dạ con cảm ơn khán giả đã lo lắng cho con. Rồi, Hải Tâm luôn. Rồi, Hải Tâm đâu? Con cảm ơn khán giả đi. Dạ. Dạ. Con. Dạ. Con đi con. Cảm. 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 Ơn. Cảm. Ơn. Ơn đi, ơn. Rồi thôi tất cả bye bye khán giả đi. Rồi thôi được rồi. Hoàng Nguyên kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi đến Thiền Am trong cái sự kiện vừa qua, cũng như là lo lắng cho mấy bé. Từng mọi cái bình luận của quý vị thì Hoàng Nguyên đều đọc hết để lấy ý kiến của từng vị.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn. Chúc quý vị đêm nay ngủ thật là ngon giấc. Và chúc cho những vị mà ở bên nước ngoài giờ này là sáng, sẽ có một cái buổi làm việc, một ngày làm việc thật là hiệu quả, thật là thành công quý vị nhé. Cảm ơn quý vị.